À mà anh ơi, làm thế nào để cải thiện tổ của ba đứa mình nhỉ? Thì đấy, nước sông không phạm nước máy. Nước giếng chứ. Nói chung ý, là mắt nhìn nhau khó chịu. Làm sao miễn cưỡng được. Ơ anh ơi, cái gì kìa? Đại công. Tiểu đội trưởng. Hai thành viên khác của đội cậu đâu rồi? Cậu Nam với cậu Tuấn đang đi có việc rồi. Này, tôi thấy anh em tiểu đội khác bảo là trông thấy ai giống cậu Tuấn trèo lên cây hái trộm quả nên bị ngã đấy. Tiểu đội trưởng ơi, cái tội hái trộm quả là cái tội nặng lắm đúng không ạ? Tôi không nói cái việc là hái trộm quả là tội nặng, nhưng mà như thế là không tuân thủ quy định của đơn vị, gây nguy hiểm cho bản thân. Chắc là cái chiến sĩ kia nhìn nhầm rồi. Lúc nãy là cậu Tuấn, cậu ấy đi tưới rau, cậu ấy bị trượt ngã. Bây giờ cậu Nam đang đưa Tuấn lên con đi kiểm tra. Cậu có chắc không? Chắc như tôi mà phải bênh cậu Tuấn à? Với cả nếu mà đổ cho tôi cái tội ăn trộm hoa quả thì được, chứ cậu Tuấn cũng có bao giờ ăn hoa quả đâu. Cũng đúng. Thôi rồi, cậu làm tiếp đi. Để tôi lên con đi xem cậu Tuấn thế nào. Nam. Dạ, em chào tiểu đội trưởng ạ. Cậu đưa cậu Tuấn lên quân y, tình hình thế nào rồi? Anh ấy bị bong gân một tí ạ. Quân y bảo là nghỉ ngơi 1-2 ngày là khỏi. Lần sau ấy, thì bảo ban nhau xách nước nhẹ nhẹ chia làm 2-3 lượt thôi. Có phải là vừa xong việc mà lại vừa an toàn không? Xách gì cơ ạ? Cậu Công nói với tôi là cậu Tuấn gánh nước tưới rau nặng quá nên là bị trượt chân. Thế không đúng à? Anh Công nói ạ? Không phải đúng không? Đúng rồi ạ. Đúng rồi, em quên mất cái câu chuyện là như thế ạ. Không. Trông cậu không bình thường lắm. Mà hôm trước chỉ huy mới dạy tôi là biểu hiện của sự nói dối, là nói lắp bắp, mắt có xu hướng nhìn về hướng khác, mũi chun lại, hai tay xoa vào nhau như cậu đây này. Em vừa nói dối mà. Nhưng mà câu chuyện nó là anh Công với anh Tuấn đi gánh nước, ganh đua nhau, thi chạy, thế là anh Tuấn bị ngã. Ra là thế. Tôi lại tưởng cậu ấy cùng nhau là bao che cho chuyện Tuấn trèo cây bị ngã. Mà tại sao cái chuyện đơn giản như thế này cậu Công lại không kể cho tôi nhỉ? Thế chắc là anh Công anh sợ là anh lại nói tổ ba bọn em không đoàn kết ạ. Thôi rồi, lần sau ấy thì đừng có ganh đua nhau kiểu đấy. Bị tai nạn là rất nguy hiểm đấy. Vâng ạ. Thôi cậu về làm việc tiếp đi. Tôi lên xem cậu Tuấn thế nào. Vâng ạ. Em chào anh.